Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mộc ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy kể về cái email của mình, tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn đó các bạn cũng có thể gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938 773 799 và một cách thứ ba là mọi người cũng có thể là kênh trung vào cái trang Facebook chuyện ma vũ mặt của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó một người vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha và còn nếu bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nghe bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó mình sẽ tự quy ra một 000 đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh đang khó khăn hơn mọi người ha À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên các bạn đã bình luận sớm nhất cái tập ngày hôm qua. Trái đầu 1778 ngày hôm qua các bạn một bình luận sớm nhất đó, chính là bạn tên là Ngọc Bích. Cảm ơn Ngọc Bích rất rất là nhiều luôn nha. À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà này bạn tên là Minh Phạm, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình câu chuyện ngày hôm nay là nói về một cái đạo một cái đạo ở Việt Nam mình đã đã từng xuất hiện ở Việt Nam mình nhưng mà bây giờ là đã bị mất rồi đã không còn Việt Nam mình không còn công nhận nữa và đây là một cái đạo mà ở dưới miền Tây khá là thân thuộc và nhất là ở dưới xứ dừa bến tre mọi người nghe nói lên đây chắc mọi người đã được ha rồi đó chính là đạo dừa mọi người à, thì để nói về lịch sử đạo dừa thôi thì à, mình cũng không có nhắc nhiều ha thì mọi người có thể là À, lên trên Google người coi đó là một, một cái một cái đạo cũng liên quan đến chính trị và cũng có nhiều cái nó cũng nghe nó cũng cũng rất là thú vị mọi người à, Tuy nhiên là đậu dừa là đã biến mất từ trước những từ sau năm 75 là coi như là không còn ai nhắc đến đậu dừa nữa được chưa Tuy nhiên á, là câu chuyện này là xảy ra vào năm 1996 nói về cái người ông ngoại của bạn Minh này luôn ông ngoại của bạn Minh này á, là có thể nói là một cái người rất là cuồng tâm linh tức có nghĩa là không có nghe bất kỳ ai nói về vấn đề khoa học rồi này nọ nọ cái cái gì ổng ông ngoại ông cũng tâm linh hết có thể nói là ví dụ như là sáng sớm đi ra ngoài đường cái là sẽ dở lịch câu rồi bấm tay bấm chân là hôm nay là sẽ đi bao nhiêu bước bước xuống giường là đi bao nhiêu bước rồi mở cửa bằng tay trái hay là tay phải đi ra đầu ngõ là quẹo phải hay là quẹo trái nên gặp người tuổi gì mạng gì năm hôm nay À, rồi ăn cơm Mà tới nỗi là Nó một cái điều nó vô lý Mà bạn Minh bạn nói là Tại vì lúc đó bạn còn nhỏ Bạn chưa được sau này nghe kể lại Không biết có phải là ăn mắm Dầm mắm thêm muối hay không Mà nói ông ngoại Ông ăn cơm á Ông bới một chén cơm ra đúng không Thì ông nói Ông coi làm sao À hôm nay Là chỉ ăn dụ như là ba đũa là phải hết chén cơm hoặc là à, hôm nay là năm đũa hết chén cơm thì tùy là một chén cơm đầy ví dụ như hôm đó coi ba coi là ăn phải ăn ba đũa thì bắt đầu là ổng 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 một một đũa ổng gấp thiệt là nhiều ổng nhồi vô trong hổng ăn gì đó mắc nghiện cũng ăn luôn nhưng mà hôm bữa nào mà coi ờ à, hôm nay là phải ăn 15 đũa mới hết chén cơm phải ăn chậm á là ổng cứ gấp như mèo hửi gấp từng ly từng tí từng ly từng tí như vậy đó và người nhà nó thật ra là ai cũng rất là khó chịu về cái vấn đề này Nhưng mà không biết phải nói làm thế nào cho uh, ông ngoại ông hiểu Ông tin tâm linh tới mức độ như vậy luôn Đó rồi thì môi Linh nhớ là cái thời điểm của ông ngoại Đương nhiên là ông ngoại sinh ra trước những năm 75 Tuy nhiên là ông ngoại lại không biết gì về đậu dừa À cái năm đó là ở dưới lục tỉnh miền Tây thì đậu vừa khá là nổi tiếng Nhưng mà lúc đó hình như là ông ngoại ổng lại chưa có tin tâm linh lắm hay sao đó Thời còn trai trẻ mà Đó là hình như là ổng không biết tới Đến đến khi mà năm bắt đầu tới năm 96 á, thì trong một cái lần là có đi lên trên những cái ngôi chùa đi theo bạn bè đi chùa đi tâm linh dữ lắm mọi người đi miếu đi đình đi cái chỗ nào mà thất sơn bảy núi này nọ nghe tâm linh là, là ông ngoại ông đi dữ lắm À, thì cái lần hôm đó thì có tổ chức cái chuyện mà đi à, cái cái đảo dừa nó vẫn còn đang là một cái di tích có phải, phải gọi là di tích mà nói chung là một địa điểm tham quan du lịch cũng khá là nổi tiếng ở dưới Bến Tre à, phía sau là có cồn phụng phía sau là có vườn dừa cơ sở sản xuất kiệu dừa còn có một cái nữa là sẽ đi thăm một cái đảo của ông đạo dừa đó thì một lần đó thì uh, thi theo bạn bè nọ đầu chơi năm đó thì ông ngoại ông mới khoảng cỡ bốn mấy thôi đó thì mới đến cái chỗ đậu dừa đó sau khi mà uh, đến cái địa danh đó rồi đọc những cái lịch sử rồi coi chính cái chỗ luôn Chính cái chỗ mà ngày xưa cái ông đậu dừa đó ông đã từng sinh sống ông đã từng tuyên truyền về chính trị tuyên truyền về đạo như thế nào đó mình còn nhớ mang máng là hình như là hai người phải một nam một nữ là phải ở trần ngồi thiền với nhau để tu tập nữa nó mới nó có nhiều cái nó ghê À, nó thành ra là bắt đầu là ông không biết ông ngoại cứ nghĩ là mình đã từng đi vào trong cái chỗ đó rồi là người ta chủ yếu là người ta chăm biếm là 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 nhiều à, người ta chăm biếm mà người ta nói lên những cái hương những cái xấu những cái không đúng của cái đậu dừa à nhưng mà không hiểu sao ông ngoại ông đi vào đó một lần duy nhất thôi bắt đầu là ông về nghe ông bắt trước theo mọi người ổng à, đi mua những cuốn sách những cuốn tập về ổng đọc và coi như là ổng thần tượng cái ông đậu dừa đó và ổng quyết tâm là ổng sẽ à là cái người làm đậu dừa thứ hai đó đó giống như là ổng lãnh hội được bao nhiêu cái cái điều hay ho gì của ông đậu dừa đã và rồi bắt đầu là khi mà ổng từ cái chỗ đó ông đi về đúng không là về đến trong nhà là sách theo một hoài một một cái buồn dừa đương nhiên là quê của ông ngoại không phải là ở bến tre đã quê ngoại là ở một cái chỗ khác cũng lục tỉnh miền tây mình thôi nhưng mà ở một cái tỉnh khác đó là đi về đến đầu ngõ đúng không đi xe ôm vô là ghé mua một quầy dừa đó là đem vô nhà đó là bắt đầu nghe tới bây giờ giờ cơm là không ăn à, vẫn ngồi xuống đó vẫn ngồi ăn chung với con cháu như vậy nhưng mà không ăn lấy cái ca cái ca mũ nữa không rồi chặt hai trái dừa đổ vô là ngồi đó vậy? lấy muỗng múc đi ăn cơm gì đó chứ không phải là cầm uống đâu lấy muỗng múc lấy muỗng múc bỏ vô miệng ăn như vậy nè à là từ đó bắt đầu là uống nước dừa và ngồi thiền định người à, xây một cái chòi luôn đã à, kêu người nhà nọ đồ xây một cái chòi nho nhỏ đằng sau nhà là không có ở trong nhà tại vì theo ông ông ngoại nói là ở trong nhà như vậy là nó có nhiều cái gì xung khắc gì đó âm dương cái gì đó nhiều cái tà khí gì, gì 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 đó ông không có tu được ông phải đi ra đằng sau cái chòi đó ông uống nước dừa ông ngồi ông tu như vậy đó à, và được chừng cỡ 7 ngày thôi tai biến luôn nghe <laughs> có vẻ là ghê gớm kinh khủng rồi giữa dằn 7 ngày trời à tai biến luôn mọi người À, rồi thì bắt đầu là từ ở dưới quê như vậy bắt đầu là mới chuyển đi lên trên một cái bệnh viện cũng khá là lớn ở trên Sài Gòn nhưng mà thôi cũng không tiện nhắc tên. Rồi ở trong đây thì điều trị đâu đừng chừng cỡ 3 4 ngày gì đó thôi là tắt thở. Rồi cho là coi như là bác sĩ là coi như là trả về. À, đó không được rồi tại vì bây giờ là ông ngoại ông vừa yếu rồi tại tại vì trước đó một cái bệnh nền là do ông theo tâm linh quá ông ăn uống cái gì cũng tâm linh tâm linh tâm linh đương nhiên không phải là ăn chay không đâu anh nói ăn ăn chay nó tốt kia mà ông tốt nhưng mà kiểu như ăn chay ăn mặn xen kẽ mà nó không hệ thống rồi ăn có lúc thì ăn ba đũa lúc ăn 7 đũa lúc ăn 15 đũa gì đó kiểu kiểu như vậy đó đó nó thành ra là cái cơ thể của ông ngoại nó đã suy, suy nhược từ trước rồi cộng thêm bây giờ là uống nước dừa nước dừa uống không đúng cách cũng là một chất độc nha đó nước dừa nhầm khi chúng ta đang yếu yếu trong người uống nước dừa là nó 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 hại lắm á à, thành ra là bị tai biến và sau đó là bác sĩ họ họ nói là họ không cứu trị được và đã mất tại bệnh viện được chưa mất tại bệnh viện rồi bắt đầu là mới đưa lên xe bắt đầu là cho đêm đêm về nhà để mà chôn thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ đây khi mà lúc cái lúc mà đưa lên trên xe cấp cứu như vậy thì trong đó là cũng có những cái người cô cậu này nọ nè chứ còn mà bạn 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 bạn, bạn minh phạm mà không có biết lúc đó năm chín sáu mà ban đầu á, là mới đi ngang một cái địa danh mà ở sài gòn mình ai cũng biết đó chính là cái cầu nhị thiên đường đã chắc là hướng cái đường quốc lộ này nọ đồ để đi về cánh long an ngày xưa là có những cái đường như vậy thôi đó, đó là đi đi, đi ngang cầu nhị thiên đường thì khi mà đi vừa mấy cái cầu nghị thiên đường ngày xưa đó trên cầu ngang mà nó cũng có ổ gà nó cũng có những cái sóng trâu rồi kia thành ra nó rất là dằn chứ cầu nghị thiên đường bây giờ nó đã đỡ đỡ rồi chứ còn ngày xưa là mà gặp gặp xe cấp cứu ngày xưa nó nó đâu có xịn như, bây giờ đâu thì nó lúc đó, đó đầu mới chạy mới lắc 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 như vậy nè thì đang trong lúc lắc thì người nhà đang ngồi trên xe cấp cứu trời ơi ba ơi ba theo mấy cái đạo đó làm cái gì trời ơi ba mới có bốn mấy tuổi ba mất sớm quá à đang khóc lóc dằn 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 xong cái ông ngoại ông ông hước lên vẫn nhắm mắt bình thường chứ không có phải là mở mắt bật ngồi dậy để nọ đồ ghê gớm như trong phim cấp đó dằn dằn cái đó hước lên một cái như vậy xong cái người nhà mình được bình đã giật mình xong cái bắt đầu là cũng dằn dằn chút xíu cái xác ông ngoại lắc 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 như vậy nè tưởng đâu rớt khỏi băng ca không có tưởng là lọt khỏi xe cấp cứu á bắt đầu là hết cái cầu đó thì bắt đầu là tới cái đường nó êm rồi qua khỏi cầu nhị thiên đường là đường gì ta hình như là quốc lộ 50 hay là đường gì đó mình quên mất rồi đó là bắt đầu là nó êm ái rồi ha thì khi mà êm thì bắt đầu là thấy cái bụng của ông ngoại ha à, nhấp nhô nhấp nhô thở một cách yếu đuối trời ơi tôi nói người nhà tôi nó không có sợ mọi người rất là mừng rất là vui luôn trời ơi hồi quan phản chiếu rồi ông ngoại ông theo đạo vừa là đúng rồi hồi trước giờ ông tu tập hay quá hồi quan phản chiếu rồi đó thành phật là cứu giúp bây giờ là ông ngoại là chết chết đi sống lại nè đó là mừng quá trời mừng luôn mà cái ông tài xế ông còn mừng nữa mà tài xế xem cứu á mới đầu thôi thôi niệm phật niệm phật đi trời ơi cảm ơn trời phật đó là đọc đọc nó coi là ông ông thở ông thở khì, khì 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 ông thở về tới nhà luôn sống không có chết ha về đến nhà bắt đầu là đương nhiên là bỏ vô trong buồn như vậy rồi bắt đầu là cho chăm sóc rồi đưa bắt đầu là một hai ngày đầu tiên á là lấy nước mà đương nhiên không phải là nước dừa nó rồi lúc này là cái chuyện mà coi như đậu dừa này nọ mùi, bỏ qua một bên đi cái đó là cái khúc intro đầu chuyện mình kể cho mọi người nắm bắt thôi chứ khúc này là không còn liên quan đến đậu dừa nữa nghe à rồi thì sau đó cái bắt đầu á, là cũng đưa nước những uh, nước uh, lọc này nọ đồ miếm 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 bắt đầu là miếm miếm môi liếm liếm như là nằm im mà kỳ cục lắm mọi người đó mình nói chứ uh, cái cái người mà người ta yếu mà chết đi sống lại như vậy đâu có ai cái kiểu mà như, lấy ống hút không chậm miếng nước khoảng cỡ khoảng cỡ, cỡ chút xíu chỉ cỡ ba giọt nè cái chấm vô cái môi xong đó là chập 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 cái môi xong lấy cái lưỡi liếm, liếm liếm như thèm vậy lắm đó mà lấy cái đó nhiễu 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 vô là một ca nước luôn một ca nước chừng cỡ đâu khoảng cỡ nửa lít nước á, nửa lít lít nước gì đó là cứ mà đưa vô uống đủ uống không được không có ngồi gì được chắc là do uh, chết mấy tiếng trong bệnh viện đó rồi xương khớp nó bị cứng hay sao không hiểu mà chỉ nằm thôi không mở mắt nha à tầm im thở gì đó không mở mắt mà đưa nước nhiều là nếm nhiều uống nhiều đưa nước nhiều là uống nhiều uống nhiều uống nhiều như vậy là uống hết một ca nước mà hai ba ngày trời không đái không ỉa không tiêu không tiểu gì hết cứ nằm im như vậy đó Ừ, rồi thì sau đó cái bắt đầu đâu được khoảng chừng cỡ đâu tuần lễ bắt đầu là cũng khỏe khỏe bớt như vậy ha mà từ đầu đến đuôi là không hề nói chuyện gì nha mọi người nha không có nói chuyện xong cái bắt đầu là thấy cũng mở mắt mở mắt xong bắt đầu là kiểu như là muốn muốn ngồi dậy mọi đang nằm như vậy là cứ cứ gục gục cái người nè, á mọi người nhìn màn hình ha, cái vai cứ như vậy nè. cứ mở mắt ra cứ dòm người này dòm người kia giống như là cầu cứu vậy đó, giống như là kêu là đỡ tao dậy đi đó, cứ... Đó là cứ vậy đó thì người nhà thấy như vậy thì cũng hiểu ý, chắc là cũng nằm trong đây là cả tuần lễ rồi nóng được cái lưng. Thôi đỡ dậy, đỡ ngồi dậy xong cái uh, bắt đầu thôi là lấy thử mấy cái gói uh, cháo này nọ đồ coi cháo dinh dưỡng cháo này cháo kia đồ đó mọi người nha nấu cho thịt đồ cho ăn thử có được không đó là bắt đầu là đưa thổi thổi đưa vô miệng là bụp đó đưa vô miệng là bụp thậm chí là không thổi cũng bụp luôn đưa vô tới miệng là hả miệng ra đút cái muỗng mà tôi nói ăn mà kiểu như là chết đối vậy đó mặc dù là tay chân không quá vào chỉ là đưa tới cho miệng là <cười> <cười> đó là đưa bao nhiêu là ăn bao nhiêu hết tô này đến tô kia bắt đầu người nhà sợ là giống như là ông ngoại ông bị mất cái cảm giác no mà thiệt nha cái chuyện mà mất cảm giác no là có thiệt nha mọi người trường hợp đầu tiên là xảy ra của những đứa con nít nó ăn hoài nó ăn hoài nó không biết no nó cứ thèm hoài thèm hoài à, và cái thứ hai là của những người lớn người ta quá già đi người ta quá yếu đi người ta không còn biết cảm giác no nữa người ta cứ ăn hoài ăn hoài thì sợ là bị cái trường hợp đó ăn một hồi nó bị bể ruột hay là nó mắc ách hay là nó nguy hiểm lắm đó nên ngưng chỉ chừng cỡ đâu hai chén mấy hai chén mấy cháo là không cho ngưng nữa là bắt đầu đưa xuống nằm là cứ nằm im nhắm mắt lại ngủ vẫn cứ thở khì 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 vậy đó mà cứ hễ cho ăn là cho bao nhiêu cũng ăn hết trơn rồi, rồi bắt đầu là đến một cái chuyện nó còn ghê hơn một chút xíu nữa là lúc này độ đâu chừng cỡ nửa tháng rồi mà nổi tiếng dưới sớm lắm nhen ai qua cũng rất là mừng trời ơi ông này thiệt chứ ổng tu tập vậy thôi chắc muốn bắt trước ổng tu đó, chết mà còn sống vậy được vậy là linh thiêng lắm nó dữ dằn lắm đó à rồi thì lúc này bắt đầu là trong nhà là có một cái thằng kia, thằng kiểu như là con cái, con cháu trong nhà thôi. Là bữa hôm đó cũng cầm chén cháo vô cũng đút cho ông ăn. Thì cái thằng nhỏ nó vô nó thăm ông nội nết, nó. mình nói ví dụ vậy đi. Đó, thì nó đứng kế bên vậy nó cầm tô cơm. Đó, và nó cầm miếng sườn, miếng sườn cốc lết á. Đúng không? Sườn mà kiểu như là sườn, uh, sườn bị giả mình mà, mà làm dạng cốc lết á, ướt 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 đó xong cái nó cầm nó cầm nó ăn miếng cơm xong nó cầm miếng sườn nó cầm nguyên miếng sườn có 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 cái cục xương vậy đó cái nó cạp miếng trời đất ơi cái ông người ông ngoại nó cứ ngồi mà cái miệng thì đang nhai cháo mà con mắt cứ liếc mà liếc giống như là nửa con mắt cứ liếc qua cái tô cơm của thằng đó hoài đã cứ liếc qua tô cơm nào thì thằng đó nó cũng không có biết cái gì nó cũng cười 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 nó kêu giống như là à, ông ngoại ông nội giờ miệng con ông nội giờ miệng con khoái chí như vậy không con nít mà đó xong thì ăn hết cái chén cháo đó thì cái người đó nó kêu thôi con đứng đây con ngó ông ông ông, ông nội nha để má chạy ra má bới thêm chén cháo cho ông ngoại ăn ông ngoại ăn nhiều tốt thì bà mới vừa đứng lên bà đi ra bà bới một chén cháo xong bà đi vô bà nghe nhỏ khóc la ông sụm hỏi vụ gì nói ông nội giật miếng sườn của con ông nội giật miếng sườn của con đó xong cái ông nội yếu lắm con ơi ông nội à, mới vừa trải qua thập tử nhất sinh như vậy ông nội rất là yếu ngồi dậy đỡ còn phải có người đỡ mà đó mà mà có một cái rất vấn đề nó rất là là, là là quan trọng về nằm mùi tưởng tượng đi cái người già vậy phải không tuần lễ 10 ngày mới đáy yên là mà mỗi lần mà tiêu tiểu ra nó rất là ít luôn giống như cái cơ thể nó không hiểu sao mà nó đào thải rất là chậm trời ơi cả tuần lễ 10 ngày mới đi tiêu đi tiểu một lần mỗi lần nhúm 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 vậy á không hiểu à, thôi quay lại câu chuyện thì lúc đó nó cứ nói mà cái thằng đó nó kiểu như không nít mà nó bị giật đồ ăn mà nó cứ không không rồi mẹ nhìn đi mẹ nhìn đi tô cơm con mất miếng sườn nó còn ăn hết rồi con trời ơi con nghĩ sao vậy con bao nhiêu tuổi mà con đổ thừa ông nội là lấy đồ ăn của con ông nội thương con không hết nhường con ăn không hết thôi chứ sao mà con đổ thừa vậy nó không có không có không có đó xong cái lúc đó bắt đầu là thôi thôi đâu, mày đi ra ngoài đi thì ở dưới bếp thiếu chai gì sườn nó lấy thêm mấy miếng ăn đi mày cái này đây cái người mẹ này mới múc thì miếng cháo mới đưa vô miệng của của ông của ông ngoại thì khi mà cái muỗng vừa đưa tới cái người ông ngoại này hả cái miệng ra thì bắt đầu nó rớt nó rớt những cái miếng thịt giống như là gian nhai trong đang ngậm á giống như con nít mình mà mình, mình đút cơm nó ăn mà nó ngậm á à, bắt đầu là kiểu như rớt những cái bả những, cái bả mình đã được nhai nát của sườn và cộng thêm cục xương trời ơi sườn cốc lớp mình biết là xương nó xương heo đó mọi người ơi nó, nó cứng dữ lắm mà không biết ông ngoại ổng nhai kiểu gì đó mà nó nát luôn xương và trong cái bả thịt nè nó có thêm mấy khúc xương bị nhai nát và và nó còn thêm một hai cái răng của ông ngoại nữa là nhai làm sao mà rớt cái răng nó ra luôn mọi người đó thì bây giờ mình nói thẳng luôn đây là quỷ nhập tràng quỷ nhập tràng nhập vô ông đậu dừa được chưa? À, tuy thì, thì cái con quỷ nhập tràng á, nó nhập vô nó ăn là nó thèm ăn, thèm uống này nọ nó kia thôi chứ nó có quan tâm là cái răng của cái xác này có chịu được không? Cái đó có phải là xương không? Đâu có biết. Bây giờ tao nhìn tao thèm là tao ăn à? À, thì là thời gian đầu ăn cháo, uống nước nó không có gì. Bây giờ là nhai luôn cục xương heo như vậy thì rớt răng ra mà không hề biết đau đớn. Trời ơi, ai từ nhỏ lớn mà đi nhổ răng rồi biết đúng không? Cái răng mình là đâu một cái điểm nó rất là yếu nó gãy một cái là nó đau nhất ba ngày bảy đêm vậy mà rớt cái răng ra nhai cà rộp cà rộp mà cái mặt tỉnh bơ gì đó mở mát ông 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 ngoại ông cứ ngồi nè ông cứ nhả ông ra ông hả họng để mà ông ông cho cho mẹ ba ba đưa đưa, đưa, đưa cháu vô thêm á là ông cứ nhả ra nhà à, xong cái rớt rớt xuống xong cái đút đút cháu vô cái ông nhai nhồn 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 mà nghe rộp 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 đó mà không biết đau đớn gì luôn mà máu nghe lúc đó không phải là răng rụng rồi máu nó cứ nhiễu nhiễu hai bên khóe nè máu từ trong cái nú á mới vừa gãy răng xong rồi còn nhai cái này nhai cái kia đó máu nó chảy ra hai bên khóe miệng như vậy mà tỉnh bơ như không có biết cái gì thì ở đây bắt đầu cái người mà cái người này không phải là mẹ của bạn bà 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 bạn minh nha thì mình xưng hôn như vậy thôi chứ không phải đây là một cái người cô người gì của bạn minh thôi thì cái người gì này bắt đầu trời ơi ba, ba ơi sao vậy bắt đầu lấy cái lấy cái khăn chậm 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 mới kêu người nhà này nọ nội dung thì khi khi mà chạy vô tới là ông ngoại ông đã nằm xuống dưới giường ông lại tiếp tục nằm thở khì khì như không có chuyện gì xảy ra thì người nhà cũng không hiểu giải thích lý do tại sao bình thường ông yếu nhưng mà, mà cái thằng nhỏ kia đó nó cứ một hai là con đang đứng con mẹ vừa mới đi ra con đang đứng con cầm miếng sườn ông ngoại nhào lại chụp miếng sườn đẩy con ra một tay chụp miếng sườn bỏ vô họng tay còn lại đẩy cho ông kia ông lùi ra hai ba bước như vậy thì con nít nó vừa nó vừa bị giật đồ ăn mà nó còn vừa bị bạo lực như vậy thì hỏi đứa nào mà không khóc à, là nó cứ một mực nó khẳng định nó kể lại là như vậy nên thành ra là người nhà bây giờ không biết tin ngay tại vì con nít thì thường thường là nó không có biết nói dối đã mà cứ hăm dọa đòi đánh nó vẫn cứ khẳng định là ông nội giật miếng sườn của nó À, là câu chuyện như vậy bắt đầu là qua đến cái câu cái lần thứ hai nữa lúc này đó là càng ngày càng đòi ăn dữ mà không hiểu sao cái dông quỷ nhập tràng này mọi người à, khi mà nhập vô không có nói chuyện được à, không có nói chuyện được cứ vậy đó mà mà cái kiểu mà đòi ăn mà không biết xong là nó, nó nó xin lỗi nghe so sánh hơi ví von chút xíu là y như con nít mà đòi bú vậy đó đó là cứ mà kiểu như con nít mà nó chưa biết lật nó chưa biết ngồi đó nó chỉ biết nằm như một cục bột vậy thôi đó hiểu không đó là cứ, cứ đang sinh hoạt nó tại vì mới cho ăn chừng có đâu nửa tiếng trước nửa, nửa, nửa tiếng trước mà ăn lần ba chén cháo Chúng tôi cho, cho ăn cháo không à đó tại vì thấy răng bị nhẹ vậy rồi sợ nhai rồi, rồi gãy răng nó đâu có dám đâu đó là cho ăn cháo không mới cho ăn nửa tiếng trước ba chén cháo mà nó trời ơi như cỡ vũ mập ăn hai chén còn no mà ổng hôm đó ông già ổng ăn ba chén mà không ông, ông no mới nửa tiếng đi ra ngồi đây sinh hoạt Rồi nọ đồ bình thường lúc này là coi như là mọi thứ nó vô quỹ đạo bình thường rồi không còn ai mà vui mừng nó nó quen rồi cả tháng trời rồi đó thì bắt đầu là mới nghe trong nghe cái giường á cái nó kêu cành 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 nghe cái tiếng ư ư, ư ư ư chạy vô xong thấy nằm vậy đó nằm như con lăng quăng rồi cứ nằm cứ dãy vậy, ư, ư con mắt cứ trợn ư, 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 ư sợ gì sợ là sau cái chuyện mà thập tử nhất sinh thì ai biết cái cái hậu bệnh rồi cái gì đó là bị giật kinh phong bị động kinh nó cũng cũng lo mà mọi người hiểu không nó chạy vô ba 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 cái gì cái gì á xong cái mở miệng ra À, là cái đòi ăn á mọi người không kiểu như cái mà vừa mở miệng to thì là to ra mà cứ rên rỉ ăn hả bạn trời ơi ba nãy ba mới ăn rồi mà mới hai tiếng trước mới nửa tiếng trước ăn ba chén cháo mà ăn cái gì nữa trời ơi cái đờ cái bụng thì nó bị trướng một ngày nào cũng ăn mà 7 ngày 7 ngày 10 ngày mới tiểu tiểu một lần thì cái bụng nó bị trướng lên nó cứng nhắc cái bụng trời ơi cái bụng nó cứng nhắc ăn gì cứng vậy đó. đã rồi ra thôi thôi chắc là là, ổng thèm ăn nó ra múc ổng nửa chén nó coi đưa nửa chén vô là hết nửa chén đưa một chén hết một chén, một chén mà nó nó xin lỗi chứ một chục chén hết chục chén luôn thì cũng cho ăn xong cái vậy là lúc này bắt đầu mới chia cử ra kiểu thôi bây giờ đừng có cho ăn nhiều giống như là cứ lần vậy cho ăn nửa chén lần vậy cho ăn nửa chén khi nào kêu cho ăn nửa là cứ nửa tiếng ăn nửa chén nửa tiếng ăn nửa chén nửa chén nửa chén là cứ hoài luôn là tối ngày sáng đêm nha đó một tưởng tượng đi một ngày 24 tiếng chia như vậy là ăn ăn mấy chục lần mà cứ lần nửa chén cháo nửa chén cháo nửa chén cháo hoài luôn á là tính gộp lại là một ngày ăn rất là nhiều à, thì gia đình mới đầu thấy sợ rồi sao kỳ vậy ta mà nói chứ cũng hỏi thăm này nọ tới luôn cái chuyện mà thập tử nhất sinh hồi dương hồi quan phản chiếu chết lâm sàng ở việt nam mình không có hiếm đúng không học nó nghe thì có vẻ là nó kỳ nó kỳ diệu nó ghê gớm vậy chứ mà hỏi vòng vòng mấy người ở xa xa người ta cũng nó có ngày xưa má tôi cũng vậy ừ bà nội của bà bác tôi cũng vậy vậy thì hỏi nó sống vậy rồi sao nó sống vậy thì yếu yếu chừng có đâu năm bảy bữa hả à, là coi như phẻ phay phay trời nó ơi giờ bà ra bà cưỡi trâu đi vòng vòng còn được nói, ủa vậy sao mà tự nhiên ba nhà tôi ổng cũng vậy đó mà cả tháng nay ổng không có ngồi vậy được Ông không có nói chuyện được mà ổng đòi ăn lắm sao cái điều nó kỳ lạ quá đó lúc này thì mọi người bắt đầu mới thấy cái chuyện nó kỳ lạ rồi được chưa chưa kịp điều tra hẳn hô gì cả thì lúc này chính là má của bạn minh lúc này là má bạn minh mới xuất hiện má bạn minh mới nằm mơ một cái giấc mơ má bạn minh tức là con ruột của ông ngoại đó được chưa? Bắt đầu là đêm hôm đó mới nằm một giấc mơ sáng hôm sau mới nói thôi chắc tôi nghi ba ông bị quỷ nhập trang. Đó là kiếm thầy liền. Thì cái giấc mơ đó là cái gì? Trong cái giấc mơ đó mọi người. Má bà kể bà nói trong giấc mơ đó bà đi vào một cái vùng tăm tối. Chỉ nói vậy thôi, giống như bạn Minh bạn thuộc lại trong Zalo là má em kể là má em trong giấc mơ thấy đi vào một cái vùng tăm tối không có thấy một cái gì hết thì đi đi, đi 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 lâu 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 thì là lâu đi mỗi chân mỗi cẳng luôn mới thấy một cây cầu trời ơi đây là một cái 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 điển hình luôn nha cái mô tiếp điển hình hình ảnh điển hình một cái cây cầu à, ở dưới địa ngục rồi đi qua là sẽ quên hết quá khứ đó à, là cái kiểu giống như vậy mọi người không là tự nhiên thấy cứ đi ngang có một cây cầu đó thì bắt đầu má ba đứng má lưng lửng mà nghĩ nghĩ mới nói trời ơi sao này sao giống như hồi nhỏ ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội hay kể mình là ừ ờ, là ở dưới diêm phủ có cây cầu nại hà gì đó rồi bước qua là gì sẽ đi đầu thai không lẽ mình chết rồi, rồi má ba kể gì đó mà đứng cây cầu bà không có dám đi qua mà má nhìn má không thấy một cái người nào hết trơn á mà cứ đứng bây giờ mới chích cha chưa gọi giờ sao giờ mà quay đầu trở lại thì bít hết đường chỉ có giống như là cái trong giấc mơ nó vô lý một cái là nó chỉ cho má bà đi tới thôi còn bà đi lùi không được bà quay ra làm sao cái bà thấy hết đường rồi y như trong game vậy đó nó kiểu vậy đó chứ bà đứng đứng họ cái bắt đầu bà thấy á, từ bên kia cầu mới đi qua có có ba người có ba người mới đi qua cái bắt đầu bà dòm nó ủa tưởng đâu cây cầu này là chỉ có đi từ bên này đi qua bên kia xong đầu thai luôn chứ chứ cái cây cầu này giống như cây cầu một chiều mà ủa sao cây cầu này mà có người đi từ bên kia đi ngược lại hay dữ người ta cái đứng dòm lúc này bắt đầu má bà đứng dợm họ có bà thấy ra hai người hai người đứng hai bên đó là một cái bóng trắng và một cái bóng đen thì chúng ta nghĩ là hắc bạch vô thường đúng không tuy nhiên là không có nhìn rõ như là trong phim trong ảnh mọi người thấy đội cái nón cao rồi lè cái lưỡi ra người mặc cái bộ đồ màu trắng người mặc bộ đồ màu đen nhìn rõ mặt mày như đó cái mặt trắng mặt đen luôn nhưng mà không trong cái giấc mơ này chỉ thấy đúng cái hai cái bóng này nó chỉ là hai cái bóng mờ như trong xương giống như là người là là một cái bóng đen là từ khói đốt lên còn người là do xương mù tụ lại vậy đó đó là một bên nó trắng phiếu một bên thì nó đen thui như vậy hai cái bóng dập dìu dập dìu nhưng cái người ở giữa thì nhìn lại ra chân tay đầu cổ đó bắt đầu mới sợ trời sao giống hắc bạch vô thường nói chung là trong giấc mơ là má ba biết hết á tại vì má bảo cũng biết tâm linh này nọ đâu kia mà cái ba cũng dòm dòm mới kêu trời ai giống ai cái người này sao giống uh, hát bạch vô thường nhỏ nghe kể phim này nọ đồ nghe coi xung quanh cái, cái người ở giữa nhìn rõ nha trời ơi sao giống cảnh mà áp giải hôn quan hồn về địa phủ đồ ghê quá mới đứng dòm dòm hỏi thấy cái người ở giữa là ai là ông ngoại đó là ông ngoại thấy ông ngoại ông đi ông ráng ông đi tới giữa cầu ông đứng tựa gì mà cái cầu nó xa, nó, 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 dài nó xa cái ông ngoại ông mới lên tiếng ông nói gì nè tao nè tao xuống tới đây rồi tao không còn ở chợ đâu không phải tao đâu đừng cho nó ăn nữa nó ăn á nó ăn miết á nó mạnh á nó mạnh lên nó quậy bánh nhà luôn đó tao xuống dưới đây rồi nè tao nè tao nè con hai thấy không tao nè tao xuống dưới đây rồi nha đó là nói mà nói nó cái giọng cao cao như mình hú nhau vậy đó xong cái bắt đầu là má bà giật mình tỉnh giấc thì khi mà bà giật mình tỉnh giấc là lúc đó buổi trưa người nhà mới kể lại là cái gì đâu mà bình thường má bà đàn bà mình làm dâu má bà làm dâu mấy chục năm trời Bà đâu có thể nào mà làm biến mà giống như gái thở nay mà ngủ 12 giờ 11 giờ trưa giật mình tỉnh dậy đâu. Bữa chừng đâu 5 6 giờ sáng dậy nấu cơm trẻ củi đồ rồi. Mà sao cái tự nhiên nay ngủ một giấc một tới 12 giờ trưa. Người nhà nói vô kêu hoài rồi má ba không tỉnh rồi thấy bà ngủ ngọt mà thở ngủ ôm có ôm miệng chu ra chảy ke bình thường chứ không phải cái kiểu mà ngủ như bất tỉnh thành ra người ta nói ừ thôi chắc thời gian vừa qua má bà lo cho ông ngoại quá rồi bà mệt thôi cứ cho bà ngủ đi chứ không có nghĩ là trong lúc mà má bà ngủ là người ta đã dẫn má xuống tới diêm phủ rồi không biết luôn à đó là như vậy nghe thì bắt đầu mà khi mà chưa kịp kể lại câu chuyện cái tỉnh dậy xong chứ nó trời hôm nay những người trong gia đình những người chơi gì này đó nó trời hôm nay chị ngủ rồi là giữ ha biết chuyện gì chưa nói con tôi nè, trưa nay thì vô trong đó, này, thì, 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 cũng vô thăm ổng ý là ông ông ngoại đó, vô thăm tôi cũng đút cháo cho ăn, tôi mới vừa bước trở ra tôi cất chén cháo, tôi nghe nó la ông sầm, cũng chính là cái thằng mà hôm bữa nó bị giật miếng sườn á, đã la ông sầm cái đầu chạy vô một cái thì thấy nó đưa cái tay ra nguyên một cái dấu răng nó cứ một hai nó kêu là là ông nó cắn đó, nó. Nó kêu ông nội nó cắn nó mà thiệt nhìn lên trên trên tay là cắn mà như là nó nó những cái dấu răng mà nó sâu vô trong da mà nó rướm máu luôn tức có nghĩa là lúc đó nếu không có tiếng la thất thanh không có cái người mẹ của thằng nhỏ nó chạy vô dám chắc là cắn mất luôn mẹ miếng thịt trên tay là nó sâu tới mức độ như vậy máu nó chảy rồng rộng rồng rộng rồng xuống như vậy và nó cứ một hai nó kêu là ông nội đó mẹ mới vừa đi ra con quay qua quay lại ông nội lại chụp cái tay con cắn một cái phạp à con la lên như vậy 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 thì người nhà cũng bán tính bán nghi nó tại vì rõ ràng là hơn một tháng nay vô trong đó bao yếu xìu yếu sệt đỡ ông ngồi vậy ông không có ngồi vậy được phải tựa cái lưng vô mà ông nói chuyện không nổi mà làm sao ông sức lực đâu mà ông nhào lại ông cắn nhỏ mà cắn muốn rớt mẹ miếng da ra đó thì bắt đầu kêu ờ à thôi chị ra chị coi coi phân xử coi sao tại vì mà má cũng là chị lớn trong gia đình chị cả trong gia đình thì khi mà đi ra không kịp phân xử gì hết là ngồi xuống tao mới nằm mơ tao thấy như vậy như vậy như vậy 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 đó, đó thì bắt đầu là hồn của ba đang dưới diêm phủ Hắc bạch vô thường đã dẫn xuống tới cầu đại hà mà trên đây ba vẫn thở ba vẫn ăn ba vẫn dợp là lý lẽ như thế nào người nhà ai cũng kinh hãi đương nhiên cũng có những người là đặt cái câu hỏi là không tin nó trời ơi giấc mơ mà chị ơi nhầm khi chị coi ba cái phim tàu phim lao quá đi rồi chị thấy tầm bậy tầm bạ nói không tao thấy như đó, ba ổng còn dặn tao ổng nói với tao là ba xuống tới đây rồi đừng cho ăn nữa, cho ăn riết nó mạnh lên nó quậy banh gia đình tao mới tỉnh dậy không thằng cháu tao mới bị cắn thiếu điều muốn rớt cái cái miếng da ra như vậy. Quỷ nhập tràn rồi, bây biết quỷ nhập tràn là gì không? Đó, bắt đầu mới giải thích ra là khi mà hồn vừa mất à, là sẽ có một cái giống như là hợp dông hợp dĩa gì đó một cái dông linh đó là người ta mới nhập vô trong cái một cái khoảnh khắc mà hồn vừa lìa khỏi xác là cái hồn kia nhập vô liền để chiếm cái thể xác đó để mà ăn uống tất cả mọi thứ à, để mà coi như là, giống như là sống lại một lần nữa đó hồi sinh một lần nữa nhưng mà rồi nó có một cái ngạo quỷ mình nói mọi người ủa tại sao con quỷ nhập tràn bây giờ nó nhập vô được rồi đi thì nó không sống như bình thường ta Ừ nó ăn uống bình thường thôi Nó ăn cháo nó sống qua ngày Coi như nó sống lại được lần thứ hai Mình nó giả dụ như trường hợp một mọi người mọi người được sống lần thứ hai như vậy Mình quậy làm chi Mình im gu đi Mình sống được nữa Coi như là mình không có ai làm gì hết à, Nhưng mà đó là ngạ quỷ mọi người Từ từ cái bắt đầu là ăn thịt hết ngon rồi À, ăn ăn ba cái đồ chính này nọ cháo hết ngon rồi từ từ mới chuyển qua thèm thèm đồ sống nhìn mấy đứa nhỏ nó ngon quá đi đã bắt đầu là mới bị động cái lòng cái cái ngạo quỷ à, nên nó mới làm những chuyện như vậy trời ơi, quỷ nhập tràng ăn thịt em bé thì mình kể biết bao nhiêu tập rồi mọi người lúc này người nhà mới kinh hãi và bắt đầu mới tin vào cái sự thật cộng thêm nhiều lần trước là đi hỏi thăm tới luôn nó mới đầu mới tin Thấy không thì bắt đầu thôi để mà đi coi thầy cái lúc đó đó khi mà đi coi tới cái ông thầy này cũng không phải là ông thầy pháp mà chỉ là ông thầy trong sớm mình cũng hay kể là những người ta trị mẹo trị này trị kia thôi thuốc nam thuốc bắc đông y đồ này nọ thôi đó thì khi mà tới đó ông thầy này thì ổng lại cũng rất là hiểu biết về cái tâm linh và ổng cũng hiểu biết về cái quỷ nhập tràng này ổng nói là trong cuộc đời con ông, ông cũng đã gặp được vài ba lần rồi đó ông cũng thấy là có thầy pháp tới rồi cũng dương oai múa giỏ cũng trị này trị kia thì cũng hết tuy nhiên là bây giờ nếu mà hỏi ông có biết thầy nào hay không thì ông không có biết và bây giờ trong cái quá trình mà đợi đi kiếm thầy thì mình nói hên xuôi. Trời ơi thầy nhiều khi kiếm cả năm còn không có mà bây giờ thực tế nhất là trong câu chuyện của mình trong cái khán giả của mình có nhiều người cũng nhắn mình hỏi mình là xin địa chỉ thầy mà mình có biết mình chỉ đâu là cuối cùng cả một hai năm trời cũng không kiếm được đó nên nó bây giờ để kiếm một ông thầy giỏi mà trị được cái chuyện mà 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 quỷ nhập tràng như vậy là y như bò kim đáy bể đúng không thành ra là cái người thầy thuốc thì người ta mới nói như vậy nè người ta mới phân tích ra nó giống như cái kiểu khoa học luôn để mình mọi người nghe thử coi là nó hợp lý hay không nha ông thầy này ông nói nó cái con quỷ nhập tràng nó hành nó nó nhập vô trong người như vậy và cái hành động tại sao nó ăn liên tục liên tục như vậy con quỷ nhập tràng cái mục đích của nó nó nhập vô trong một cái xác người để làm gì để nó muốn sống lại lần thứ hai như mình kể một người biết không thì nó muốn sống lại lần thứ hai thì nó phải bảo toàn cái cái cơ thể của nó à, cái vật chủ của nó như vậy à, một người tưởng tượng là mình nói mình dùng cái từ nó hơi nghe hơi hơi kỳ là quỷ nhập tràng một người tưởng tượng nó giống như là một một cái sinh trùng vậy đó Đó, họ cũng bắt đầu là nó mới dựa vào trong cái vật chủ và bây giờ nó muốn sống lại lần thứ hai thì nó phải làm cho cái vật chủ của nó sống được thì bây giờ cái cơ thể mình muốn sống được là phải gì? Phải uống nước. Cơ thể chúng ta 70% là nước. Được chưa? Rồi phải ăn uống này nọ nọ vô. Thành ra là nó cứ phải đòi ăn liên tục để cho cái cơ thể đó được sống. Và cơ thể vật chủ được sống thì nó mới sống. Chứ bây giờ cơ thể mà tim ngừng đập mà não ngừng sống thì bây giờ là con quỷ dập tràn nó nhập vô một cái xác không hồn cũng vậy thôi. Một cái xác kích, kích, kích cứng chích đờ rồi không có hoạt động được thì cũng vậy thôi. Được chưa? Nên thành ra đó là Bây giờ cái cách tốt nhất là không cho ăn được. À, không cho ăn cái mà và nhốt ở trong phòng như vậy. Đợi chừng có 2 3 ngày cho đến khi thật sự là phải mà như mà người nhà phải hiểu là bây giờ vong linh của ông đó là đã ở dưới rồi. Vong linh đã đi xuống dưới rồi không còn trên đó nữa. Cái người đó phải xác định tư tưởng trong đầu không phải là ông mình nữa không phải là cha phải là mình nữa không phải là chú phải là anh của mình nữa thì như vậy mình mới đủ cái sự gọi là lạnh lùng để mình trị được cái con quỷ nhập tràng này chứ thấy rồi thấy bỏ đối ba bỏ đối chú bỏ đối anh tội nghiệp á thôi cho ăn đi cho ăn đi là nó cứ sống hoài thì như lời của ông ngoại nói nó ăn riết nó mạnh á là nó quậy trời đất ơi đứa nhỏ bị cắn sức cái da tay ra còn cái gì nữa à nói hết thì mới bắt đầu là người nhà mới bắt đầu chấp nhận làm À, về cho nó bắt đầu là đóng cửa lại là dời mấy đứa nhỏ những người nào mà yếu sợ đi qua nhà hàng sớm ngủ hết đi qua nhà bà con ngủ hết chỉ để lại cho đàn ông ở trong nhà thôi đàn bà là cho đi sạch hết á tại vì sợ nhầm khi đàn ông thì chúng nó nói thẳng luôn là đàn ông mình đó, đôi khi thì mình cứng rắn hơn mình trong những một vài sự việc đúng không mình cứng rắn mình mạnh bạo hơn còn đàn bà thì nhầm khi có có những cái nó yếu đuối quá sợ là cầm lỏng đậu đó cái này mình nói thật thôi thì đưa cho đàn bà đi à thì lúc đó bắt đầu là cứ nghe thông tin qua lại thôi đó không thì mới nói là la với những người đàn ông ở trong trong câu chuyện này là kể lại nó trời ơi Nguyệt mà tối ngày sáng đêm luôn la mà lúc này là nói chuyện được luôn rồi chửi chửi má mẹ chửi tùm lum tùm la hết trơn rồi bắt đầu là nói ừ là tao cha tụi bay tao anh tụi bay này nọ tụi bay không cho tao ăn tao bay bỏ đói đồ có thứ đám chó bất hiếu đồ chửi gì không mà đi vô trong đó hỏi nói nếu ông nói ông là cha tôi ông biết tôi tên gì không ông biết tôi thứ mấy không ông biết năm nay tôi nhiêu tuổi không im không trả lời quỷ nhập tràng nó có biết đâu nó chỉ biết là bây giờ mình đang nhập vô cái xác cái người này là cha là chú đó nè mình 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 dựa vô trong cái sự mà gọi là là điểm yếu đó mình nói chứ còn hỏi kỹ ừ ông nói ông cha tôi tôi thứ mấy tôi tên gì đó tôi làm nghề gì đó là cháu nội ông tên gì biết trả lời im ru tôi bay chó để bay cho tôi đối vậy đó hả đó là cứ la ó ông sùm đập cửa ầm 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 mà phải lấy giấy xích cột cửa lại luôn được chơi rồi bắt đầu cái bữa bắt đầu là mấy một hai ngày sau là nghe nghe cái tiếng nhai rộp 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 nó ủa mình có cho ăn cho uống gì đâu mà sao mà nhai cái gì ta cái ráng 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 đương đút cái đầu vô giờ á là bẻ luôn mấy cái sắt tôi xin lỗi mấy cái cây cái mấy cái giường này nọ đồ dai giống như là đói quá mà giống như là cái 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 con quỷ nhập trà nó biết là bây giờ cứ để như vậy hoài mà cái cơ thể vật chủ mà không có cái gì không có cái chất gì trong người là cơ thể sẽ bị cái vật chủ là sẽ bị héo sẽ bị chết và nó sẽ không nhập vô được là cứ ăn được cái gì là ăn À, nhai xé mấy cái gối xé mấy cái này là cứ nhai nhai rồi nhai xong nhả chứ đâu có nuốt được đâu mọi người nói chứ cơ địa con người mình cái cổ họng mà nuốt sao mà nuốt nổi đó là đúng thiệt tình là cho đến ngày thứ ba đã cho đến tối ngày thứ ba là tao nói nghe mấy người đàn ông bên đây ta chạy qua kêu rồi rồi chắc xong rồi chắc xong rồi hỏi sao vậy nó cái nhà thối rùm rồi cái nhà nó thúi y như là cái chục con chuột cái chăm chuột chết nó thúi dữ lắm thúi dữ lắm thôi chắc là nó xuất ra rồi đó chắc cái xác của ba là héo lại rồi đó là là, là phân hủy rồi đó bây giờ chạy về coi như lẹ lẹ làm đám ma đi cả đình kéo ra mở cái cửa ra mà tôi nói nhân 10 người là ối hết 8 người nó bày nhầy ở trên xin lỗi khúc này mà ai đang ăn cơm xin lỗi nha đó nó bày nhầy mà nó nát biết cái trơn như vậy nó cứ nằm nó nhũng 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 ra như vậy trời ơi nó thối kinh thiên động địa luôn thối thì thôi nhé thối mà đó rồi bắt đầu là hàng xóm láng giềng người ta cũng biết chuyện rồi cũng qua phụ họ rồi cũng lấy nguyên cái chiếu đó tại vì nằm trên chiếu mà lấy nguyên cái chiếu đó cuốn 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 lại xong rồi bỏ thẳng vô trong hòm đóng đinh lại là coi như liệm luôn liệm luôn không cần chờ thầy tụng á chứ bây giờ để vậy nó thối hoài mà xác còn nữa đâu còn nguyên diện nữa đâu mà tẩm liệm mà người nhà nhìn mặt lần cuối gì nữa cái lúc đó là thôi thực tế mà làm thôi là cứ cuốn 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 vô bỏ vô đó đóng đinh rồi xong khi mà vô trong hòm rồi thì cái hòm nó kính mà thì bắt đầu là nó đỡ bốc cái mùi hôi à, rồi từ từ bắt đầu là mới cúng tối hôm đó đến sáng hôm sau là chôn luôn là để lại một đêm thôi đêm hôm đó là ừ, là cho kêu bà con nó thích ai tới thắp nhang thắp lẹ lẹ thắp riết 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 đi đến 7 sáng đêm chôn rồi nha bảy sáng đêm chôn rồi nha trời đất ơi đám ma mà còn hơn đi đám giật nữa nó như giật cô hồn đó lẻ 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 như vậy đó rồi cho đến sáng hôm sau bảy tám giờ là tối hôm đó là đầu việc đằng sau nhà luôn đó là bảy tám giờ sáng bắt đầu là ừ nắm mố là phật hồn về với quan này đó là đem ra là coi như là hạ quan động thổ hạ quan là chôn luôn một cái đám ma nhanh cấp kỳ như vậy luôn tới nỗi mà sau khi mọi chuyện nó xong luôn rồi mà người nhà ngồi lại mới bàn hoàng không nghĩ là hơn một tháng nay ở nhà mình với một mình nghe mọi người nghe hôm nay mình kể mình cố tình mình kể cái nhịp điệu nó căng thẳng nó nhanh hơn là để cho mọi người nghe đến đây mọi sẽ hiểu được cái cảm giác thực tế của người nhà bắt đầu xong hết trơn rồi nhân chiều cái bữa hôm đó người nhà ngồi với nhau nhìn mà ai cũng thẫn thờ không nghĩ là ông ông ngoại đã đi rồi không nghĩ là một tháng nay mà người ở nhà mình gặp biết bao nhiêu cái sự cố như vậy trời ơi, đám ma ông ngoại xong rồi hả trời mới tối hôm qua mới đâu chừng mấy bữa trước còn đút ăn này nọ nọ kia mà hôm nay đến mới tối hôm qua là thúi quát rồi sáng nay chôn trời sao mọi thứ nó nhanh nó lẹ quá đó nó dồn dập quá nó dồn hoài dập quá là như vậy đó đó là mình muốn truyền tải lại cái cái nội dung cái câu chuyện là để cho mọi người hiểu được xác thực nhất cái cảm giác của những người trong chuyện này họ trải qua là như vậy mọi người em thì đương nhiên mọi thứ thì cũng đã xong và câu chuyện thì nó cũng đã kết thúc ở đây luôn theo một lần nữa một tập truyện về cái quỷ nhập tràng đó quỷ nhập tràng thì thật sự mình nói đây là một cái câu chuyện mà kể hoài không chán nữa trong kênh mình mình nói là ít nhất luôn cũng phải là có ba chục tập có ba bốn chục tập có mà cứ hễ quỷ nhập tràng mà được kể lên là ai cũng rất là 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 kiểu như háo hức để mà nghe tại vì mỗi một cái câu chuyện quỷ nhập tràng á là nó lại đều có những cái nội dung nó rất là khác nhau hả mọi người nghe à, hôm nay thì mọi người cũng sẽ biết thêm được là lý do tại sao quỷ nhập tràng cứ nhập vô là ăn À, cứ nhập vô mà đòi ăn mà ăn một cách ngấu nghiến ăn một cách nó nhiều như vậy à đó là như vậy ha, thôi rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha mọi người ha rồi, thêm một cái uh, thông báo tin vui cho mọi người ha. Thì vừa rồi là đã kết thúc cái chương trình tri ân uh, khách hàng là 600.000 subscriber của mình. Thì chương trình khuyến mãi đã kết thúc rồi, bộ bỏ quang bên. Thì bây giờ bắt đầu là còn đúng 7 ngày nữa là sẽ vào cái lễ 2 tháng 9, một cái lễ rất là lớn ở Việt Nam mình luôn. Và mọi người sẽ đi về quê rồi nó được như được nghỉ đâu đó tới 3 4 ngày, 5 7 ngày gì đúng không? Hình uh, như là 4 5 ngày gì đó rồi. Thì mình sẽ tạo ra một chương trình gọi là gì? tuần lễ vàng mọi người nghe là trong suốt một tuần lễ này đến ngày 2 tháng 9 luôn là chương trình nó đơn giản thôi nó không mà được đừng, đừng kỳ vọng nó bằng cái 600.000 subscriber 600.000 người đăng ký là một cái chương trình khủng khiếp rồi được chưa cái này nó nhẹ đô hơn một chút xíu nhưng mà vẫn là khuyến mãi dành tặng cho mọi người đó chính là mọi người mua bất kỳ một hộp bánh gì không cần biết là bao nhiêu tiền đều được tặng ngay một hộp bía mọi người nghe đó đây mọi người để hình nha. một hộp bánh được tặng ngay một hộp bía mọi người nghe đó rồi khi mọi người mua trăng vàng ví dụ như mọi người mua trăng vàng một trứng thì mọi người sẽ được tặng là ba cây mọi người ha à, và khi mọi người mua trăng vàng hai trứng thì cũng biết tặng nhiêu cây thôi để mình tính để mình nói sao chứ bây giờ chưa tính toán kỹ nói ra mới công lỗ thì nôm na là Trước mắt mọi người chỉ cần quan tâm đến chị là mua một hộp bánh được tặng ngay một cây bía Cây hôm bữa là mua một hộp bánh bình thường là giảm 60 ngàn đúng không? Nhưng mà lần này mua một hộp bánh tặng cây bía Cây bía nó tới 75, 85 ngàn lắm Là mua hộp bánh là được 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 giảm giá. Được mua cái này là, là được mọi người sẽ tiết được tới bảy mươi mấy tám mươi mấy ngàn luôn nó còn nhiều hơn cái chương trình mà mà tri ân mà sáu trăm ngàn nữa đúng không cái kia mua hợp giảm sáu chục này mua hợp được tặng cây bía đến tám mười lăm ngàn đó quá trời hợp lý ha và đây là tuần lễ vàng nó sẽ kéo dài tới ngày lễ 2 tháng 9 luôn để phục vụ cho mọi người để mọi người mua về à, để mọi người có thể là đi uh, về biếu tặng nè không tặng hộp bánh được thêm tặng thêm cây bánh bía nữa thì cái niềm vui nó sẽ được nhân đôi nha mọi người Người, một người tặng hai hộp bánh thì nhầm khi người ta thấy ờ à, thì nó cũng là thêm bánh thêm thôi nhưng tặng thêm người ta mình biếu người ta hộp bánh hay mình mua về mình ăn đi mình ăn bốn cái bánh thì nó thẳng luôn đi ăn bốn ăn bốn cái bánh ngán thấy bà nội được chơi nhưng mà đổi qua một cây bía một cây bía như vậy là cũng là bốn cái bánh bía mua một hộp bốn cái bánh được tặng ngay bốn cái bánh bía trong đó nữa là quá hợp lý rồi còn gì nữa được chưa đó là không có kỳ nèo gì thêm ở đâu nha mọi người nghe một chương trình quá trời hợp lý rồi nghe rồi đó một hộp tặng ngay một hộp bia chạy ra ngoài sáu chi nhánh của mình để đây hồi nãy giờ và rồi nếu mà những người nào ở tỉnh xa có thể là gọi ngay cái số hotline của mình chương trình hot, hot, chương trình khuyến mãi này cũng áp dụng lên trên online luôn được chơi online và cả sáu chi nhánh của mình luôn nghe rồi bắt đầu từ bây giờ mua bánh được rồi nha mọi người nghe chỉ còn có 20 ngày thôi là sẽ kết thúc trung thu rồi đó thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay thì câu chuyện thứ hai này mọi người là do một chị chị này chị tên là Trần Lan chị đã gửi về cái Zalo uh, cho mình em thì à, chị Trần Lan là chị có kể về câu chuyện là do một cái lần đó là nhà chị có tổ chức đám giỗ thì kể tóm tắc thôi là tổ chức đám giỗ thì đám giỗ dưới quê thì thường hay là kêu người này người kêu qua phụ á là là lúc đó đám giỗ ba của chị là ngày 11 tháng 5 âm lịch thì ngày 10 tháng 5 âm lịch là có kêu một cái người một cái người chị bà con là lên phụ là làm công nhân bán đồ ăn sáng rồi đó là chạy qua phụ chơi thì à, trước một ngày mà kiểu như là cái, cái 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 chuyện mà qua phụ đám dỗ nó vui cái là à là ngồi giặt lông gà lông vịt rồi nấu bánh thịt kho rồi nọ nọ nói chuyện chơi chơi với nhau như vậy đó thì trong cái ngày dỗ thì mình biết là ngày dỗ là một ngày nói về tâm linh rồi chứ dỗ là không có liên quan đến khoa học chúng ta tưởng nhớ về người đã mất rồi ngày tâm linh này nọ nọ kia thì trong ngày tâm linh thì kể chuyện tâm linh à là lúc đó cũng nói qua nó lại cái chuyện ờ là có nghe chuyện ma hôn cũng giới thiệu về kênh chuyện ma vũ mập kiếm thêm subscriber cho vũ mập mau được triệu <laughs> yeah. đó thì bắt đầu là cái bà kia bây giờ đặt tên bắt đầu là bà trúc đi được chưa thì bà trúc này là có ông chồng ông tên là ông vĩ đó, à, thì ông bà bà trúc thì bà cũng có kể bà nói là ờ ừ, mấy cái tâm linh vậy đó là phải có hiểu biết nha không đó là nghe được chứ đừng nghe người này người kia kể tàu lao rồi nọ nọ kia rồi về làm theo là coi như là chừng bị quở đó bị ấy này nó y như ông chồng tôi mới mấy tháng trước bị nè chứ nó ủa ông chồng gì cũng gặp tâm linh ở đâu đâu nói tôi nghe tôi gửi gì cho ông mập nó kể nghe coi đó nói thì á bà 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 trúc khi bà mới kể ông vĩ ông vĩ này là làm cái nghề chuyên về đi hàng cửa sắt à, hàng cửa sắt này đọ đồ cho người ta ai kêu làm ai kêu làm không có cửa hàng không có gì hết chỉ là giới thiệu rồi bà con ai giới thiệu truyền miệng giùm để kêu làm vậy thôi đó mà thì đến cái lần hôm đó là nhà kia là họ chuẩn bị làm tân gia không có như là bà biết là cái bước mà làm cửa nhà là coi như là gần như là cái bước cuối cuối cùng rồi đó mà ông này ông làm cửa sắt tức có nghĩa là ông làm cửa cổng này À, là xây cất nhà xong hết luôn cửa sổ cửa chính xong hết luôn sau đó mới bắt đầu là mới kêu đến à là mấy ông cửa sắt mấy ông cửa cổng tới làm đó rồi thì à, bắt đầu là mới kêu ông vĩ tới ừ là thầu cái nhà đó cửa sắt vậy vậy mấy chục triệu vậy 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 đó rồi thì bắt đầu là mà ông vĩ này phải nói trước ông vĩ này là một cái người ổng khá là thật thà ổng hiền à ổng khá là thật thà thành ra là ổng kiểu như là ai kêu gì làm đó rồi ông cũng lấy giá rẻ rồi cái tánh ông thật thà Nhìn đó người ta thương người ta giới thiệu giùm vậy thôi người, ai nói gì cũng nghe ai kêu gì cũng giả hết trơn á đó rồi thì khi mà qua đây bắt đầu á là cái căn nhà này á là ở phía đằng sau lưng nhà coi là căn nhà được xây lên từ cái miếng đất cũ ngày xưa là một căn nhà tường cấp 4 bây giờ gia chủ có tiền gia chủ mới nâng lên là một lửng một lầu gì đó kiểu vậy không thì ở đằng sau lưng căn nhà này là cái ngôi mộ và cái ngôi mộ này là ngôi mộ của ba của gia chủ à, ông bà á kiểu như là, là mộ ông bà đó là mộ ba của cái người gia chủ đó thì ông vĩ này ông đâu đâu có biết đâu tại vì mình là chỉ thầu cái cửa cổng thì mình chỉ là vô mình câu điện dữ lắm mình đi vệ sinh rồi thôi chứ mình đâu có đi vòng vòng nhà giống như là những người khác thành ra đâu có biết ở phía sau nhà là nó có cái gì à thành ra là ông cứ ở trước cửa nhà ông làm vậy thôi thì nó có mỗi câu chuyện tâm linh là cái gì Ông cứ nói là tại vì khi mà hàng cửa cái này mà ai mà làm về cái nghề thi công sẽ biết chúng ta đo đạt ừ là cây này dài bao nhiêu cây kia dài bao nhiêu cây này hàng vô cây này cây này bắt vô cây kia vuông góc một góc 45 88 độ kiểu vậy Đấy không thì nó phải có chính xác từng ly từng tí hàng xong hết hàng là hàng ở nhà chỉ đem tới rồi bắt đầu là mới hàng ráp vô bắt đầu là mới ráp lên cửa thì lúc đó là coi như là gần như là cái bước cuối cùng rồi đã là bữa đó xong hết rồi chỉ cần tới đó là hoàn thiện công trình từ sáng đến chiều thế thì bắt đầu là ông tới đó ông thêm ba bốn người thợ nó vô làm từ sáng đến trưa cái ê sao mất cái cây này bắt đầu ông vĩ ông tại vì ông vĩ này ông trong nghề cũng chục năm nói đâu tao hàng tao ghi chép này nọ đồ hẳn thôi mà bao nhiêu cây loại này bao nhiêu cây loại kia đủ hết trơn mà nói không để coi đi sao mất tiêu rồi nó trời đất ơi ai mà chơi ác dữ vậy À không biết không biết là dê chai lông vịt có đi ngang rồi thấy cái cây sắt tưởng đâu bỏ rồi lụm không không biết nữa hả trời đất ơi mất cái cây này cực lắm phải chạy về nhà hàng cây khác vô đo đạt lại nữa là phải ngưng lại hết đúng không phải ngưng công trình lại hết phải chạy về nhà cắt xén này nọ độ tiếng hai tiếng sao đó mới dòng trở lên mới đầu mới đủ à, mới ráp ráp Chơi tới hai ba giờ chiều mất thêm cây nữa à, những cái khúc sắt này nọ nó kia mất nữa nói, ủa kỳ vậy ta sao canh kỹ là coi sao vậy phải chạy về làm cái nửa vòng lại đáng lẽ là ông này ông dự trù 8 giờ sáng tới mình ráp hoàn thiện tới chừng cỡ đâu bốn năm giờ thì nhầm khi là ờ à, là xong rồi mà cuối cùng bây giờ là kéo đến chừng cỡ đâu 8 giờ đêm luôn mà vẫn chưa xong nó cứ bị mất cây ngoài mất cây này cái kia mất cây này cái kia hoài đó thì lúc này đương nhiên thợ người ta làm công ngày mà Người ta làm tới 5 giờ chiều lần người ta về Ông Vĩ này thì là cái người là không có muốn bị mất chữ tính Đã hứa với chủ nhà hết ngày hôm nay xong là hết ngày hôm nay xong Ngày mai bàn giao ngày mốt ta còn khai trương Đúng không? Thành ra đó là nói, bây giờ thôi bây giờ tụi bay về hết đi để, để mình tao làm được rồi đó thì một mình làm mà đâu có thể thế nào mà vừa làm vừa quan sát ngồi bắt đầu là đeo mắt kiến vô ngồi hàng chấm 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 tới lui mới quay qua thì người hiểu là khi mà chúng ta hàng á là con mắt chúng ta nó bị trá là hả, đó cái ổng mới quay qua ổng nhìn cái ông thấy cái trá là mà ông thấy là có người đàn ông cũng già già lụm khổng nha mặc đồ pyjama nha mà 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 mình mình xin dùng một cái sự so sánh chứ không phải nói chơi bay gì là là làm kiểu như để rau bác hồ đó mà đâu bác hồ là một cái kiểu rau nha chứ không phải mình thối để mà công người đó mình nói chính trị đó là để râu kiểu bác hồ mà dài 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 kiểu như cũng leo que leo que vậy đó không Đó rồi cũng trắng trắng này không đó xong cái bắt đầu nó dầm 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 tại vì mình ở đây mình tới mình đo đạt mình cắt xén bữa giờ cũng cả tuần lễ mình không có thấy ông này ở đây mà không hiểu sao ổng lại đi từ ở trong nhà ông đi ra mà ông cứ đứng ngay chỗ cái đống sắt á cái đống sắt để ăn đóng vậy nè đó ông cứ đứng ông chắp tay sau đít vậy nè ông cứ đứng ông dòm dòm ông kêu trời 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 không lẽ giờ già hai thứ tóc rồi để râu bạc trắng rồi mà đi ăn cắp trời không có những người già ta vậy mọi người ơi cái kiểu giống như là hay kiểu ăn cắp vặt ấy, nó tào lao lắm cái bắt đầu là mới tới đó mới nói, chú ơi lúc đó thật sự là còn cũng còn đeo cái chú ơi ờ, uh, mấy cái sắt này con làm cho gia chủ đây nha chú ơi chú tới chú ngó ngó làm gì vậy chứ nói, thì tao coi coi có cái nào tao xài được tao đem vô tao cắt tao để dành xài cái nết của những người già hay mùi không hay là lụm đồ cũ đồ về nhà cho tiết kiệm rồi đó chứ bắt đầu là trời ơi mình hỏi cái là khai luôn đó trời đất ơi vậy chú nói vậy là, là từ sáng giờ là chú lấy mấy cây sắt của con hả nó ờ thì tôi bay bỏ có xài tới đâu rồi tao lấy tao đem cất để dành tao xài chứ tao bay bỏ cũng vậy à nó trời nó cơi bỏ đâu chú ơi đây tiền sắt người ta người ta làm công hoàn thiện làm cửa sắt mẹ tôi con hàng tôi con để đó tôi con chưa có xài tới chứ không phải là tụi con bỏ đâu nó rồi 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 chú để đâu rồi tao để ra đằng sau nhà chứ ở đâu nó nhà nào nó để cái nhà này nè vừa nói cái tay vừa chỉ cái nhà này cái bắt đầu ông cái ông vị cũng hơi ngại ngại ông kêu nó ủa à, vậy chú chủ nhà đây hả chú thấy không tao là ba của ông tao ông già của ông chủ nhà mày đó rồi rồi chủ nhà mày nó kêu tao bằng cha đó ủa vậy phải chú trời ơi nãy giờ con tưởng đâu chú hàng xóm qua à, thì đương nhiên ba của gia chủ mà cái người mà mướn mình cái người mà trả tiền cho mình mà thì mình phải mình phải giống như sao mình phải bị lị chút xíu đúng không ôi vậy dạ, hả chú trời ơi à, thôi chú ơi chú lấy tiền chi rồi chú cần sắt chú nói con con hàng cho chú kích thước nhiêu chú báo con con hàng con tặng chú đó nhưng mà thôi mấy cái sắt đó là con để dành con làm mấy cửa thôi giờ chú để đâu con vô cho con xin lại đi con hàng cho lẹ tối nay cho xong mai mốt con trai chú còn tân gia nó ừ, thì mày đằng sau nhà tao chất đằng sau nhà nó ừ, lấy xuống lấy đi đó xong cái dạ 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 chút cái bắt đầu mới bỏ xuống đứa cũng đi ra làm sao thế thì có những cây sắt đó thì mình làm nó lẹ hơn tại vì mình đã đo đi đóng giày rồi mà chạy ra đằng sau rồi đó trên một cái ngôi mộ mọi người là sắt nhiều chừng cỡ đâu bốn năm cây thôi nha cây chừng cỡ thước rưỡi cây hai thước cây chừng có ba tấc đó là nằm bốn năm cây là nằm kế bên cái ngôi mộ lúc đó cũng chưa có nhìn vô di ảnh cũng không biết tới đó rồi không không xuống lụm, trời đất ơi biết mồ mã ai mà sau ông già này ông để đây tiên biết à không 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 xuống ôm cái xác vô trong người mới ngẩng cái đầu lên nhìn thấy cái bức di ảnh trên trên cái bia mộ thì mới thấy à đó là hình ảnh của cái ông già hồi nãy mới đứng nói chuyện với mình được chưa mới hết hồn hết vía mới sợ quá mới giục hết trong sắt mới giọt mới chạy lên trên đây thì đương nhiên giọt chạy lên tới trên đây rồi thì đâu có còn ông đó ở đó nữa mà giờ bây giờ ngặt trong tình huống mà hiểu không là về thì không dám về bây giờ về thì bây giờ mất uy tín là hứa với chủ nhà ngày mai phải xong mà ở lại hàng á, thì không có tâm trí nữa mới vừa gặp ma cỏ này nọ nói xong đó cứ ngồi thẫn thờ thẫn thờ thì ngay lúc này có xuất hiện một người cái người này là người bình thường cái người này mình nói trước luôn cái người này À, giống như không biết có phải là đối thủ trong làm ăn hay là do là ganh ghét thấy nhà người ta ngày xưa nghèo chung với nhau Cất nhà chung với nhau, giờ thằng này nó giàu hơn mình, nó cất nhà lầu trước mình rồi ghét hay không Cái chuyện hàng xóm láng giềng mọi người ơi, trâu cột ghét trâu ăn mọi người ơi Thấy giàu cái ganh, thấy nghèo cái khinh là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường trong cái xã hội này Thì cái ông đó ông mới đi qua, ông kêu nói cũng ngó ngó dầm dầm, nói, trời ơi cái cửa này mày làm mày ăn nó nhiêu vậy nó giàu lắm nè à. mày ăn nó dày dày chút xíu đi nghe trời ơi cửa giờ chừng nào mới xong mai mốt bị tân gia đúng không cửa này dễ gì kịp tân gia đúng không thôi làm từ từ đi làm chi gấp là móc néo móc néo qua lại như vậy thì ông vĩ này là cái người đó nó là ông hiền đó là thì những người người ta hiền người ta suy nghĩ đơn giản thì người ta lại không có không có một cái tâm tư mà ừ là nói ăn trước rào sao người ta không có hiểu được cái chuyện mà đấu đá này nọ đâu ngoài xã hội ông vĩ là ông cũng nói nói ờ thì ông cũng kể thiệt à ông thiệt tình ông nói ờ thì không biết làm sao tôi làm sáng giờ bị mất sắc hoài nãy gặp cái hồn của cái ông đó ừ cái ba của chủ nhà mới nói, nói 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 ra hết vậy thì cái ông nội kia ông nội kia thấy ông vĩ này trời ơi khờ dữ người ta ê nhân cơ hội này mình chơi được vô à ông mới nói gì nè ơi mày giờ tao nói mày nghe vậy nè ông đó cha trời ơi cái thằng này á thằng chủ nhà này nó khó chịu lắm nó ăn xét ăn bớn nó mới dư, dư tiền nó cất nhà đó ông già nó còn ghê hơn nữa lúc ông già nó còn sống đó hàng xóm láng giềng người ta ghét dữ lắm đó tao thấy ông vậy vậy đó hay chuyên gia qua đồ lụm đồ người này ăn cắp đồ người kia tao bực bội lắm thôi tao nói mày vậy nè đã sẵn ở nhà tao tao mới làm con chó á thì còn dư được uh, được một tô uh, máu chó nè đó thì mày lấy cái máu chó này đó tại vì lúc này cái nhà đang cất thì chủ nhà không có ở đây chủ nhà họ ở chỗ khác họ đợi đến tân gia họ dọn vô luôn cái quan niệm tâm linh gì đó thì không biết thành ra là cái chủ nhà lúc này là còn có một mình ông vĩ ông ở căn nhà này thôi thì cái ông kia mới thôi bây giờ mày cầm để tao qua tao bưng cho mày một tô chó mày ra mày xong mày tạt cho cái mộ á mày tạt cho cái mộ không phải là cái gì đừng nghe nói tạc mộ là lấy máu chó tạc mộ là không đầu thai không có chú ý là tạc lên vậy để cho ổng bớt quậy thôi để mày làm cho xong trời đất ơi hai bữa nữa tân gia mày làm xong nó là không trả tiền mày đâu đó thằng này nó hay ăn xét ăn, ăn ăn, ăn, bớt thì nọ rồi lắm nó hay chịu dữ lắm ông vĩ này ông tin thiệt ông khi mà thiệt nha ông ông đã bao rồi tôi nói tôi hứa với anh là ngày mai mà không xong cái cửa là tôi không lấy tiền anh mà Thành ra lúc này rất là sợ bị mất cái tiền, mất công, mất lương, mất vốn. Thì bắt đầu mới nghe là ông này nó ủa vậy anh vậy thôi, ừ vậy thôi anh chỉ làm sao tôi nghe như vậy. Không. À, xong cái ông này ông mới đi về, ông mới thiệt tình là ông mới đem ra không biết là có phải ông làm chó thì hay không hay là ông kiếm đâu ra mà nhanh lắm. Độ chừng có đâu hai chục phút vậy thôi là ông bưng ra một cái tô cũng như cái tô ăn cơm mình thôi nha. À. Đó là đầy cái máu chó trên đó mà không biết có phải là máu chó bực hay không thì ông biết. Đã ông Vĩ này ông kia nói rồi giờ làm nữa làm sao anh? thì nó cầm cái tô này mày ra làm sao mày tạt lên trên mộ vậy đó mày tạt lên trên mộ vậy là ấy à chứ trời ơi giờ rồi, rồi tạt lên vậy rồi rồi, rồi 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 mai chủ nhà tới thấy sao anh nói trời đất ơi thì mày tạt xong mày hàng xong cái cửa rồi mày chùi đi có cái gì đâu Để có con tô một chút bụng chứ nhiều mẹ cái à, dạ dạ, dạ dạ thiệt tình ông vĩ ông cầm cái cái cái, thùng chó mực vậy đó máu chó mực vậy đó ông đi ra làm sao ông tạt cái bẹp lên trên cái gì ảnh gì đó bắt ông đi lên ông ngọn hàng thì giống như là đó là một cái chuyện mà tâm lý lên nghĩ là à người ta chỉ mình là đúng rồi bây giờ mình làm sẽ không có bị phá nữa mình không có sợ nữa ông không có hiện ra nữa thành ra ông làm chừng cỡ thêm 1 tiếng hai tiếng đồng hồ gì nữa đó đó là chừng có 10 giờ mấy là xong cái bộ cửa ráp lên này nọ rồi coi như là hoàn thiện à, mới đi vô nhà xách xô nước tạt lại cho nó sạch cái máu cho bực xong rồi đi về coi như cái chuyện đó không một ai biết luôn đó không một ai biết luôn ha mọi người nghe cái bắt đầu là tới thậm chí là tới cái ngày tân gia còn ghé vô chơi còn được giới thiệu ừ ông vĩ này bộ cửa này ông vĩ này làm đẹp lắm chất lượng tốt lắm xịn lắm nở một lỗ mũi ra luôn rồi trả tiền này nọ đồ hẳn ho không có gì đâu rồi bắt đầu là sau cái ngày tân gia đó được chừng có đâu ba bốn ngày cái bên chủ nhà người ta gọi nó trời ơi anh vĩ ơi sao tôi nghe tôi giới thiệu anh vĩ anh làm cửa tốt lắm nè sao giờ tôi mở ra rồi nó cứ trật khớp tới lui rồi nó bị gì không mà kỳ quá rồi nó bị sệ cửa tùm lum tùm la ba cái bát ổ khóa gì đâu mà mới vừa móc vô nó rớt mẹ luôn cái bát luôn sau khóa nhà tôi mới dọn về đồ quy đồ mắc tiền không là một tưởng tượng là bà cái bài vợ bà trúc bà nói là một tháng trời không có làm ăn được cái gì hết suốt ngày đi sửa cái bộ cửa này không bộ cửa lãnh cũng mấy chục triệu tao nói giờ bây giờ cho là bây giờ lời hai chục triệu đi tại vì thật sự là cái thi công thì nó lời dữ lắm mọi người đó nhưng mà cuối cùng là ăn được hai chục triệu vô trong miệng rồi mà cứ bỏ một tháng trời suốt ngày đi sửa cái cửa cứ sửa trật ruột tới luôn nó hư tới hư lui hư tới hư lui hoài cuối cùng cả tháng đó không có dám nhận cái những cái đơn hàng khác tính ra là lỗ chứ sao mà lời được đó rồi bắt đầu là cho tới cái tối hôm đó bà trúc bà kể đang ở đây như vậy bắt đầu là nghe gọi điện cái người chủ nhà người ta gọi điện đó ừ ờ, tôi đưa ảnh lên trên bệnh viện rồi nghe chị lên chị coi rồi nghe nói là ảnh bị gãy chân hay gì đó hú hồ hú ghế mới giọt lên trên bệnh viện lúc đó là cái chân nó gãy mọi người hỏi lý do tại sao là đang sửa cửa mà nguyên cái cửa sắt nó nó nặng lắm mọi người ơi cửa sắt nó nặng tới nó được vài trăm ký hay là sao đó nó ngã một cái hự nó đè vô cái chân của ổng mà ổng bị gãy cái xương đùi bị gãy cái xương đùi luôn đó là phải nhập viện như vậy rồi phải tốn thêm mấy chục triệu thì lúc đó chủ nhà người ta cũng tốt bụng chứ không phải không đó người ừ thôi thì cũng sửa cửa thì nọ nọ kia cũng do cái cửa nhà tôi nó bị vậy tôi cũng phụ cho phân nửa chủ nhà ta tốt lắm chứ không phải là gì đó không như cái lời của ông kia nói mà cắt xén tới lui chỉ giống như là hận thù ganh tị chế cháo tầm bậy tầm bạ thôi chứ có đâu đã, nhưng mà cuối cùng thì xuất diện ra rồi đó nhưng mà cũng đi tập tễnh tập tễnh phải đi nạn như vậy đó mà chung quy tới lui rồi mấy tháng trời không làm ăn ra tiền phải mượn nợ rồi nói chung về cái bộ cửa đó là đã lỗ hết mấy chục triệu bạc luôn thì khi mà ông vĩ này ông về nhà rồi bắt đầu mới kể thì ông vĩ ông kể đó sau bảy bảy bốn lần qua sửa cửa mà ông không hiểu được 10 năm kinh nghiệm mình làm cái cửa qua mình mới đầu cái ngày khai trương xin lỗi ngày cái ngày tân gia qua cái cửa kéo êm ái ngon lành mấy bữa sau qua cái nó bị xúc cái này bị xúc cái kia nó bị trật cái khớp kia ông nó xấu kỳ cục lạ đời nhưng tóm tắt là cho đến cái lần cuối cùng khi mà qua bên đó thì ông nói là ông dòm tới luôn xong tại vì cái cửa nó cao tới hai mét mấy ba mét cửa cổng mà đó cái bắt đầu ông nhìn lên tuốt trên cái bản lề bên kia ông nói nó bị trật qua mà cái bản lề đó ông hàng thì cái này nói chung là trong thi công mình không cần phải nói sâu nhưng mà nôm na là nó rất là chắc chắn rồi nó mới đâu được chừng có tháng mấy mà nó bị trật cái khớp ra ông nói ô sao kỳ vậy ta thì cái này thì đơn giản thôi mình lên mình lấy cái búa sắt mà lấy búa mình dỗ 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 lại mình thay con ốc khác thôi là được thì ông đang trèo trèo mà lúc đó là cũng buổi tối ổng mới lấy cái đèn mà chúng ta hay gọi là cái đèn soi hết á ổng chụp lên đầu như vậy bắt đầu ổng mới trèo lên trên đó có mình ổng mà tại vì đi sửa mình kêu nhân công mới tốn tiền ổng mới trèo trên đó bắt đầu mà ổng lúc này thì gia chủ đang đang nghỉ ngơi ăn cơm coi tivi trong nhà Được chưa? ổng mới kèo ra ổng cầm cái búa ổng vỗ 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 thì khi mà ổng vừa mới vỗ 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 một cái gì mà bắt đầu ổng ai đó là cầm cái chân ông mới giật cái giật cái mỏng mà ổng xém té luôn ổng giật mình rồi ổng quay xuống kia trời ơi ai chơi ác mình đang trèo lên hai mét mấy mà ở dưới cầm cái chân mà giật một cái để, để, để. té lòi bản họng chứ đâu phải giận ổng ngó xuống ông giận không thấy ai đó ông giờ giờ ông ủa con cái nhà này chơi sao kỳ vậy ta mà cái sân nó rộng nó rộng lắm nhìn không thấy ai ông ráng ông con cũng kể ông kiếm nếu ông dỗ 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 cũng gần xong bắt đầu giật thêm cái nữa ông quay xuống lần thứ hai cũng không thấy ai đó là là nó nó cứ như vậy, vậy đó là xong rồi cái bắt đầu là ông nói kỳ cục lạ đời đó À, thôi bây giờ ráng sắp xong rồi ông cũng dỗ dỗ lần thứ ba cũng xong rồi em Thay con ốc khác dặn dặn như là xong hết trơn rồi cái ổng mới kiểu như Ổng mới nhảy xuống Ổng mới nhảy xuống đứng ngay cổ cửa ông thử thử nè ông đẩy tới đẩy lui nè ờ à, êm ái nè ngon lành mà không hiểu sao kỳ ta đó thì cái bắt đầu ông đang đẩy tới đẩy lui đẩy tới đẩy lui Ổng đang kiểu như là mình 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 ổng nhìn lên trên à, ông nhìn nhìn cái bản lề ông đẩy 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 ông nhìn này. thì ông mới vừa đẩy xong ờ à, thôi êm ái rồi đóng cái cửa vô xong nha ổng mới đưa cái đầu ổng xuống ổng dòm thì trời ơi ổng mới vừa đưa ổng đứng ở bên ngoài ổng nhìn vô trong nhà mùi tưởng không thì ổng mới vừa đưa cái đầu ổng nhìn xuống cái ông thấy là phía bên trong cửa tại vì cái cửa này nó có những cái song sắt đó là nhìn xuyên thấu qua được năm nay là như vậy ổng mới vừa đưa cái đầu ổng xuống ông dòm như vậy ổng đứng đứng phía bên trong cửa mà rất là gần cách ổng chừng cái đâu không tới nửa mét người người trong cửa người ngoài cửa là cái người đàn ông hôm bữa cái ông hôm bữa mà mà cái ông cái hồn ma của ông cha ông chủ nhà đó mà lúc này cái người của ông kiểu như bị tạt máu chó mà ướt nhẹp từ đầu đến đuôi mà đỏ ké luôn hai con bắt lông sồng sọc lên vẫn mặc một cái bộ đồ pyjama như vậy đó vẫn là râu bác hồ trắng mà lúc này nó nhượng thêm màu đỏ luôn rồi tóc thì le que le que dài cậu mày mới đứng cái đó mới trợn con mắt lên mới nhìn ổng như ổng mới tá quả cho mình ổng bật ngửa thì khi ông bật ngửa ông tới cái bạch xuống thì ông vừa té cái bạch xuống ông hơ, hơ, ông sợ mà ông quay qua ông hơ, hơ, ông nhìn thì cái người đó hoàn toàn biến mất nhưng lúc này nguyên một cái bộ cửa mấy trăm ký nó ngã một cái đùng lên trên người của ông thì kiểu một người tưởng tượng là ông đang té cái bạch xuống này cái chân ông chân 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 co chân duỗi ông lùi, lùi lùi như vậy nè cái cái, cái bắp đùi ông đùi duỗi thẳng như vậy nè đó thì nó đúng như cái thế rồi cái cửa nó rớt một cái ầm xuống là coi như là gãy gãy xương đùi là như vậy đó mà ông nói ngang đợi ai làm thi công biết mà nguyên cái cửa sắt như vậy mình bắt vô trong đột trong cột trong đà nó dường như là mình nó nó thẳng luôn gió bão nhiều khi còn không sập được giờ khi nào xe tải đụng vô thì mai ra nó còn sập mà tự nhiên giờ đó trời yên biển lặng không có bất kỳ cái gì hết đó mà tự nhiên nguyên cái bộ cửa nó ngã một cái đùng xuống là gãy xương đùi như vậy luôn thì chủ nhà cũng chạy ra cũng không hiểu lý do tại sao cũng chở lên trên bệnh viện rồi cũng phụ tiền như vậy. Cái người chủ nhà họ cũng rất là dễ thương. Đó thì sao không hết mọi chuyện như vậy rồi thì bắt đầu là mới kể ra thì bắt đầu bà Trúc thì bả lại là cái người thì rất là khôn lanh cái như là chồng thì mất chồng được vợ đó kiểu vậy đó. Thì bả mới chửi nó kêu trời ơi ông khùng điên ông đi nghe lời người ta rồi hàng xóm láng giềng nhiều khi nó nó đang mâu thuẫn nó đang giận hờn nhau nó đang ganh tỉ nhau rồi nghe lời máu chó mà ông đi tạc vô mộ mà ông kêu không có gì đâu là không có cái gì đó đó rồi gãy mẹ cái xương chân luôn rồi không có gì không có gì à rồi cái bắt đầu là qua mà bà vợ đó bà qua tới nhà ông hàng xóm ở chửi um sùm trời đất bắt đầu thì đó lúc này thì cái người chủ nhà người ta mới ra ta khuyên nó thôi thằng đó hồi xưa nó bạn thân tôi hai thằng đó ở chuồng tắm mưa nghèo như nhau đó rồi dần già hai đứa cũng làm ăn hai đứa cũng cất nhà chung với nhau kiểu như là cái nhà cấp 4 đó đó rồi dần già cái sau này cái nó khi mà nó được chút đỉnh tiền rồi cái bắt đầu nó gái gú nó cờ bạc nó không còn đi lên nữa coi là cũng thành công nhất định nhưng mà tới cái lúc đó cái bắt đầu là ngủ quên trên chiến thắng đã suốt ngày cứ ăn chơi rượu chè còn cái ông chủ nhà thì ổng lại không ngủ quên trên chiến thắng ổng muốn nữa muốn gấp đôi tài sản muốn lên nữa thì bây giờ từ nhà cấp 4 ông kia thì giữ nguyên nhà cấp 4 nó cũ nó xuống cấp rồi ông này thì lên được nhà lầu được cho cổng sắt này nọ sân vườn thoải mái thì ông kia ông mới ganh tị ông mới đợi làm đủ thứ trò mà 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 bẩn thiểu như vậy À, thì rồi thì cũng đó cũng thôi thôi thì cái người chủ nhà cũng dẫn ông vĩ đi vô sau mộ cũng thắp nhang lên rồi cũng xin lỗi vậy vậy thì rồi cũng thôi mọi người ơi sau khoảng chừng có ba bốn tháng thì bắt đầu cũng đã lành đỡ đã đỡ lại tiếp tục lại đi làm thì câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn à, đó cũng là một câu chuyện ngắn nhỏ để cho mọi người biết được một cái kinh nghiệm là trong cái tâm linh chúng ta phải hiểu rõ để không có bị cái người khác người ta lợi dụng vô cái niềm tin cái lòng tin của mình rồi à, họ họ làm những chuyện rất là thương thiên hại lý thì câu chuyện nó cũng đã kết thúc ở đây nhưng mà cái câu chuyện này nó lại vào đúng một cái thời điểm thì mọi người thấy không dạo gần đây bao nhiêu cái tâm linh những cái người sư thầy nó thẳng như vậy luôn đó những cái người sư thầy này nọ những cái chùa chiền tới lui đó lợi dụng vào cái lòng tin của con người để mà đi trục lợi cá nhân rồi còn làm những chuyện nó còn thương thiên hại lý nữa mọi người đó nên đó là cái lý do tại sao mà từ trước đến giờ mình vẫn luôn giữ một cái cương vị trung lập mình nói thẳng mọi người luôn á với một cái 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 một cái cương vị như mình được nhiều người thương như vậy đó rất là dễ mà mọi người mình à, lợi dụng mọi người để mình có thể là bán những cái loại bùa hay là rất, rất kiểu như vậy mình nói đơn giản thôi mình mình đi vào trong mình nói ví dụ nha mình đi vào trong một cái ngôi chùa rồi mình à, mua một cái vòng chừng có đâu năm ngàn bạc mình nói mình sơn từ bên thái về rồi rồi mình bán cho mọi người ví dụ như là ba bốn trăm năm bảy trăm ngàn chứ chẳng hạn vậy đi thì mình nói là cái bùa cái cái cái, cái này nó được sơ, sơ lọc gì đó kiểu kiểu như vậy đó thì thì mọi người rất, đương nhiên là đương nhiên mọi người sẽ đặt câu hỏi được chứ nhưng mà ví dụ như 10 người chỉ cần một người mua thôi là mình cũng lụm tiền rồi đó là mau giàu luôn không mọi người hang ra xịn sò <laughs> đó là như vậy thậm chí không không còn không thì mình cũng có thể mình à, mở lớp ra mình làm thầy bối rồi ha à, kêu mọi người tới bối rồi giải dông rồi cho mọi người nhưng không nhiều người lắm mọi người ơi thậm chí là một cứ một tháng như vậy mình có khoảng chừng cả đâu mười mấy người gọi mình nói mình là, là nhà bây giờ có vong nhập nhờ mình qua trị rồi nhờ mình giới thiệu thầy nào đó kim thì mình luôn giữ một cái cương vị trung lập không phải mình không muốn giúp người mà cái gì mình biết chính xác mình giúp được mình giúp, thà là có những hoàn cảnh khó khăn kêu mình thì mình mình có tiền thì mình tới mình ừ mình giúp đỡ sau đó hay là mình đăng bài cho mọi người quyên góp cái kiểu kiểu vậy, hay là mình đi phát mì, hay là mình có bánh trung thu mình đi giúp những người già neo đơn có mùa trung thu ăn đang trung thu vui vậy, à thì thì cái đó nó nó thực tế là mà mình làm rồi mình quay cho mọi người coi được chưa à mình đăng bài lên nó tất cả mọi thứ nó rõ ràng được chưa thì nó 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 đà là tha là nó là như vậy chứ còn không mà kiểu như mập mờ rồi 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 lợi dụng tâm linh mà bộ biết là bây giờ thống kê ra bộ không biết mình nói kỹ ra quá mình không biết bị cái gì không mà thống kê ra cái ngành mà riêng ở châu á và việt nam mình cái ngành mà kiếm cái tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận cao nhất đó chính là cái ngành tâm linh à cái ngành bán về giống như bán những món hàng hay là bán về những cái gì đó nó liên quan đến cái lòng tin tâm linh thì đó là cái ngành gọi là siêu lợi nhuận luôn không mọi người em đó thì mình chỉ nói cho mọi người không phải là mình muốn đã kích bất kỳ một cá nhân nào hay là một cái cơ sở một cái công ty thôi chứ là hay một cái chùa nào cả mà không mình không có nói tên bất kỳ ai tuy nhiên là mình chỉ dặn mọi người thôi được chưa với cái thời đại 4.0 như bây giờ chúng ta nên thật sự là sáng suốt thật sự là có kiến thức một chút xíu chúng ta tìm vào hổ một chút xíu đừng nên dễ dàng tin bất kỳ ai hay mọi người hay cái, cái 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 nhân quả cái lọc cái bất kỳ một cái gì mọi người tin vào cái diện tâm linh thật ra nó từ xuất phát từ chính bản thân mình được chưa mình sống tốt thì mình được cái tốt thôi được cho nó cái gì nó cũng sẽ do bản thân của mình gây ra chứ không một ông thần ông phật không một cái người nào có thể giúp cho mọi người giàu lên một cách nhanh chóng hay là hết bệnh hay là cái gì nó ghê gớm cả không có đâu mọi người nha nếu thật sự có là cái thế giới này nó loạn dữ lắm okay. ai cần cái gì tới thấp nén nhang cúng 5 triệu được 50 triệu cúng 50 triệu được 5 tỷ thì nọ đồ, đồ thì cái thế giới này nó loạn hết trơn rồi vậy ha mọi người nghe rồi thôi đôi lời mình gửi gắm như vậy thôi nghe à, chứ không có phải là mục đích <laughs> đã kích cá nhân bất kỳ em rồi thôi cuối câu chuyện nhắc là một lần nữa thì còn 7 ngày nữa là đến ngày hai tháng chín ha thì sẽ có một cái tuần lễ vàng mình tổ chức cái chương trình tuần lễ vàng lần sau mình sẽ nói kỹ hơn là khi một người mua bất kỳ một cái sản phẩm bánh trung thu của bên mình Chứ một hộp như vậy là mọi người sẽ được tặng nghe một cái bánh bía mọi người tưởng tượng cái hộp nó khoảng gần hai trăm mấy ba trăm tặng cái bánh bía bảy mươi lăm ngàn tám mươi lăm ngàn này. tính ra cái hộp nó còn có ngoài hai trăm đó nó rất là hợp lý luôn nha thành ra mọi người nên tranh thủ chạy ra những quầy bánh của mình cũng như là gọi vào số hotline của mình được chưa đây là tiền trao cháu múc được chưa muốn ăn bánh trung thu bỏ tiền ra mua nha chứ không có bán tâm linh <laughs> tâm lý gì đâu nha ăn bánh trung thu này là chỉ có bị tiểu đường thôi <laughs> bị mập lên thôi nói chơi thôi ờ à, là kiểu như là ăn mập lên thôi nha chứ không có chuyện mà ăn bánh trung thu là được lọc lá được <laughs> cái gì đâu nha đó, rồi cảm ơn cái cả nhà rất rất là nhiều luôn nha xin chào tất cả mọi người